quay qua xích qua kế, cái này nghe này, này chị này, chị xích qua đường này cho có đường ra vô chị, từ từ cũng có hả? Không có gì. Dụng. Anh này của ai? Rồi. Chưa được gì, trao vào để nó lộn mất. Chị lấy dầu. Mẹ của chị Mộng Thường ở bên vô anh coi bên trời chưa người ta chưa mời vô mà mình ngồi chưa mời hết chưa mời hết người ta chủ nhà người ta chưa có mời chưa mời hết. Kính thưa quý vị khán giả, Trường đang có mặt tại xã Thành Hải. Thì bữa nay là có chị, một cái chị ở bên Nhật, thì nhờ cái nhóm của Trường Loan xuống trao một số cái phần quà cho người dân nghèo ở đây. Mấy cô chú và anh chị sẽ tặng cho ấp Thành An là 30 phần quà cho những hộ nghèo, mà những người lớn, người già neo đơn á, những hộ khó khăn á. Thì 30 phần quà ở đây thì gồm có 10 kg gạo, một thùng mì và một số nhu yếu phẩm. Thì trước khi vào cho quà thì xin mời đại diện của nhóm Loan Trường có đôi lời phát biểu trước khi nhận quà hôm nay. Ở đây ấp gì? À dạ, ấp Thành An. Chào các cô chú anh chị. Hôm nay Loan Trường đến từ Mỹ Tho đến đây phát quà cho hộ nghèo và con của vùng ấp Thành An này là có 30 xuất quà, gồm có gạo, mì tôm, các dụng cụ để xài. Thì giờ mình tiến hành mình làm luôn nha các anh chị, sắp hàng theo thứ tự, ai lấy xong rồi đi ra luôn. Ở đây làm cái số quà này ở đây 30 phần, ở dưới kia 30 phần là con của cái dì này, bác ba này ở Nhật, dì ba này ở Long An, còn con ở bên Nhật, để đóng góp cho mấy chị gạo đồ này kia thì thôi. Mấy chị có đôi lời cảm ơn cái gì ba? Cảm ơn mấy cô bác hết hen đi. Lớn nhỏ. Con cũng không biết không? Cảm ơn gì đa nghe. Vậy là tôi thay đời mà gia đình tôi hết cảm ơn khác. Rồi theo thứ tự đi mấy chị ơi, xuống hàng đi. Cảm ơn thầy chấp lọt. Thầy á nha. Đấy, đi đi sĩ. Dũng đâu? Dũng sĩ đâu? Đứng theo. Quân sĩ y lộn dũng sĩ. Dũng đâu rồi ta? Sắp cho gọn đi. Ủa thằng Dũng chạy đi đâu rồi? Ở đây chạy xuống tới. Dũng đâu? 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 Đâu đó, đứng nó mượt, bên nó mượt. Nó đi đáy không chừng. Dũng ơi! Ở đây rồi anh Linh ơi, đây rồi. Trời ơi, ông nội ông nằm giọng đó. Làm hết thồ. Rồi. Chúc vui ha. Dạ dạ chúc vui. Ủa là hai mẹ con hả? Dạ đúng rồi. Cái nhà này là mẹ của nhà má đây. À rồi hai mẹ con ở đâu? Rồi rồi thường ngày hai mẹ con làm gì? Lượm ve chai sống hàng ngày vậy đó. Tuần này lượm ve chai nè. Chị hả? Dạ. Ở hai mẹ con vậy hả? Dạ. Rồi chồng cô đâu? Ông mất rồi. Ông mất rồi hả? Dạ. Vậy xíu xíu nhận quà xong ngồi lại đây chút xíu nha em. Chưa cho bác sao đi, lại đang ngồi đi. Vậy vậy ngồi đây xíu đi. Dũng. Giỏi cho sĩ bắt gà nè em. Em sĩ này giỏi cho sĩ bắt gà. Nãy giờ đi đâu mà đi kiếm mình chết. em bưng gạo đi, Ừ.
còn lắm. Còn hai con không? Bà con có bác nào đâu? Còn dư mấy tết? Dạ. Đâu có. Ý là chưa tới. Chưa tới. Vậy còn nãy đấy. Bé học lớp mấy rồi? Dạ con lớp 8. 8 hả? Học ở trên Tân An luôn hả? Dạ đúng rồi. À. 8 là nay nghỉ hè rồi ha? Dạ con mới tổng kết hôm qua. À, là con của người thứ mấy? Dạ Úc sao cô Thường. À con của sao cô Thường nữa hả? À. Chính phần này đâu? Đây nè còn một phần của hai mẹ con nè. Để giao lưu với hai mẹ con đây chút xíu đi. Đây nè Dũng, Dũng ôm gạo lại cho cô nè Dũng. Ôm gạo Dũng. Dũng ôm gạo lại cho cô. Rồi ngồi xuống đi em năm nay nhiêu tuổi rồi? À, tuổi không rồi. Hả? Không quên tuổi rồi, không biết không quên này. Thằng hả? Cô nhiêu tuổi? À, 32. Gì cô 32 hả? Ừ, tôi dậu tôi dậu nay ba mấy? Tuổi dậu hả? Dậu là bốn mấy năm mấy rồi? 52 tuổi. Còn con của cô? Nhà em còn nhỏ xíu tuổi à? Nhỏ xíu là nhiêu? Nghe tuổi hợi em tới đây. Tuổi hợi hả? Tuổi hợi là nhiêu tuổi vậy Dũng? Tôi đâu biết. Hả? Em có chồng chưa? Dạ em chưa có chồng. Dạ mà em nuôi đi. Em phụ nuôi cái người này làm cho cha phụ nuôi mẹ. Hai mẹ con. Hai mẹ con làm cho cha phụ nuôi mẹ luôn. Cũng cảm ơn. Dũng ngồi coi, Dũng. Đây đây coi Dũng. Dũng lên ngồi với lại ấy nghe coi. Giờ anh nói nè. Giờ Dũng ngồi với Dũng. Chơi luôn ha. Vậy giờ ở đây là hai mẹ con người ta. Hai mẹ con lụm da chai. Thì cả gì dành đi. Thôi mắc cỡ bé mắc cỡ nhọt. Hai mẹ con này lụm da chai ở dưới đây. Thì Dũng tính là có xuống đây phụ hai mẹ con lụm da chai cho người ta không? Đi bộ ơi, đi bộ không hả? Nổi đâu, đi bộ không có nổi đâu. Đi bộ không nổi hả? Hai mẹ con đi xa dữ lắm hả? Đi bộ lúc ở ngoài Hàng Dương là. Trời đất ơi, ra ngoài bãi biển luôn hả? Trời ơi. Dữ dằn vậy đó hả? Đi bộ á, đi bộ. Có hỏi cô tên gì? Phạm Thị Nhìn. Hả? Phạm Thị Nhìn. Phạm Thị Đào. Phạm Thị Nhìn. Nhìn hả? Nhìn ngó hả? Nhìn Phạm Thị Nhìn. Ủa cỡ dữ vậy hả? Có chồng chưa? Có cỡ dữ vậy? Không phải nè. Hả? Con bả nè. Con bả nè. Anh đi dạ. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn. Còn có đứa nào nó hai mẹ con không có à? Nó có mình cái Út à. Còn cái Út là sao nữa? Có mình đó. Có mình đó gọi là con cái Út. Con một mà không biết nên là cái Út. Con một á, có nghĩa là con một á. Rồi, nhà cửa dưới làm sao? Có nhà tường chưa? Dạ, nhà nước trên là tình thương đó. À, nhà tình thương luôn hả? Dạ. Rồi hai mẹ con vậy làm ngày được nhiêu tiền? Thì có hai lẩm nhiều, hai lẩm ít tiền bữa thì chục ngàn, đủ tiền cả mánh vậy đó. Vậy hả? Có bữa nào bị thiếu gạo ăn không? Dạ, thiếu thì đi hả? Đủ thì khỏi mượn, thiếu thật được đi mượn người ta. Mượn thì người ta có cho không? Cho đi. Cho hả? Như bao gạo này thì mình mẹ con ăn được có hết đâu. Ăn được nhiêu ngày là hết? Tại có khi ăn, khi không, có khi thì có mình tên vậy đó, mình tên nó để hả? Ăn mì tôm thì sao có sức mà đi lụm da chai? Đấy, nếu ăn hết cho ngày xin thử bao đi. Bao luôn hả? Rồi à, còn mì tôm rồi cho đâu? Mì tôm rồi quà cáp đâu? Sau lưng nè. À. Vậy đó giờ ăn. Rồi hai người đi lụm da chai vậy thì ai ở nhà nấu nướng? Thì nấu cơm thì ăn rồi mới đi. Tối mới về. Sáng đi tối về. Dạ. Sáng đi tối về được chiều tới về đó cơm nó hư rồi và mẹ không có cái đèn nào để đi coi nhà còn có một cái đèn. Chị, vậy bé này có dành đến tiền giờ được không? Có biết tờ tiền rồi không? Được. Được cũng đi làm da chai sống hàng ngày. Tiền thì nó biết. Mà cho thành điện máy bánh tè. Chị Loan cầm. Em hỏi rồi, điện máy giao thạnh, hô văn tiền hình giao thạnh bánh tè. Giao thạnh, không biết giao thạnh luôn kìa má ơi. Mới xuống rồi nó biết giao thạnh luôn á. Không trầm gì.
cái này là của chị Hương Nguyễn ở Mỹ nha. À, hai cái tờ này tờ nào lớn hơn? Hai tờ này cho thì cô lấy tờ nào? nhanh ghê. Đây được rồi, trả lại để xíu con trao cho. À, vậy là biết đếm tiền ha, biết xài tiền rồi, ngon lành ha. 50 bét lượt, cái đây là một sĩ. Nhưng mà sao không có hai mẹ con sao không có đi bán vé số, một người bán vé số, người lượm vé chai? Không có vốn. Bây giờ bữa nay cho làm vốn nè. Vốn thì bao nhiêu là đủ? Cái này nó cũng như lượm vé chai vậy. Chiều về mua cho mẹ cái đèn. Đèn gì? Đèn đổi đồ để đi biển. Không, giờ mà ví dụ như cho 2 triệu thì có đủ ấy không? Có đủ bán vé số không? Không, tại sao bán cái gì? Không, lấy cái tiền đó để làm cái chai. Không bán cái số là tiền đâu nạp. Bán số tiền đâu nạp, nghe chưa? Tiền đâu nạp. Không có lấy. Chỉ là không phải người ta gạt cái rồi. Ta gạt cái đồ cái đó. Thôi kệ, giờ vậy đi. Thôi vậy nè, vậy thôi giờ có... Thôi chị là... Bây giờ vậy đi. Cũng như là của đồng nhiều chị, cái này của chị Hương Nguyễn bên Mỹ. Dạ. Có dặn đi đâu gặp hoàn cảnh nào khó khăn thì cho. Dạ. Nhưng cho chị, tặng chị 1 triệu này. Dạ. Cất cho kỹ, đừng có xài để Tết nha. Về mua cái đèn gì đó thì mua đi rồi còn lại. Còn nhiều cất nha, để dành Tết nha. Dạ. Giờ chia em hai là để chung. Em cất luôn. Đưa mẹ hai mẹ con xài chung luôn. Xài chung luôn. 100. 2. Sao chị đếm coi. 200 rồi. 3. 4. 5. Nhân cho 500 ngàn nữa hả? 7. Cảm ơn bà ba. Rồi thương nha. Cái chú ngồi đằng bàn á. Rồi giờ thí dụ giờ cho nữa lấy không? À, là 10 là 1 triệu. Rồi lấy nữa không? Thí dụ giờ cho nữa lấy không? Hay để cho người khác đi. Chịu không? Ở ngoài kia cũng đang có người khổ lắm. Ôi, hay là cho lắm. Người ngoài ta? Thôi ra cho đây cũng cảm ơn được rồi. Thôi cũng được. Đây, nói đây chung là để em nói tại em gẹo chị chơi chứ. Các em Linh, chủ xe du lịch Tài Tợ Loan, tặng chị 500 ngàn. Tại 1 triệu rưỡi. Rồi em, chị xe lại cảm ơn Linh đi, Linh xe lưng kìa. Anh mặc áo trắng rồi. Cảm ơn em Linh. Linh. Bé này chạy rồi. Trời, giỏi lắm. Cảm ơn Linh. Lành lắm, lành lắm. Thường ghê á. Hơi có tật nữa. Dạ. Cảm ơn. Cái chân của cô bị tật hả? Dạ, chạy đi. Rồi đó, chạy đi. Rồi đâu rồi, không đi như đi viện á. Đi viện gì? Á cái bà... mai mốt mấy em xuống nữa chị bắt cá cho em ăn nha. Đồ nhà đó. Ở nhà có không? Là không, nhà không có dùng nữa nào muốn ăn thì chúng tôi có xuống luôn ạ. À. Không có dùng, không có vô không ăn thì thôi mốt lấy tiền này mua cái vuông đi. Thôi có đi tập tỉ cho cá thì tận cho mình. Để là mấy người để cất giấu nha, để người ta lấy nha. Không đi lấy là không có vuông. Ở gần nhà ta không hay là ở xa? Dạ, ở nhà nãy cái ngõ xanh nãy luôn có dưới đó đó. Thôi cũng được. Nhà ở gần Hằng Dương luôn hả? Dạ không có, đi sát lộ. Ở nhà sát lộ, hỏi nhà ai thì người ta chỉ vô. Có nhà ở dưới đó đó. Nhà có gì chị chứ sao biết mày. Hỏi nhà ai? Nhà không có. Được. Họ hỏi chủ tịch ra. Hai mẹ con có xài điện thoại không? Dạ. Có nhưng mà cùi bắp mà cùi bắp, cùi bắp được rồi nhưng mà gọi nghe được rồi phải không? Rồi đưa mượn nháy số qua ấy đi thì bữa nào con xuống thì con thăm bà. Chưa để em được rồi. Được rồi 09 8 3 3 5 1 907 để em nháy qua cái số điện thoại qua nhìn lấy số trên trường luôn đi nó luôn đi. Ban ngày điện đừng điện ban đêm nha. Không có cũng như ai nhắn thì có để cái tên chứ để cái này là không biết được. Cho tên đúng rồi để luôn cho. Ừ. Nè để luôn cho nè. Tường TV đi. tại vì trường quay phim mà để trường TV đi nha. Trường. Thôi để tên trường đi ha. Được lưu cho nó lẹ. Sợ. Có nhà ai nha, ai có điện xuống thì nghe. Rồi. Anh này không gọi lên nha. Anh này không gọi là ai gọi xuống thì máy không có nộp tiền hay gì? Dạ, có như nập lần 20 ngàn. Rồi, về cất tiền kỹ nha cô. Dạ, có như là ai gọi xuống thì nghe, không gọi dạ. Thì thôi. Thêm phần nữa. Sao? Hai vé hả? Ủa? Bên này hai vé hả? Đâu có một ha. Có một ha. Thôi, một được rồi. Thôi, về ăn hết đi. Gạo để nhiều rì nó cũng bị móc. Rồi để cho người khác nữa. Dạ. Ăn bánh đi. Rồi, hai mẹ con về nha. Rồi đi về đi. Lấy số điện thoại rồi. Thôi, con gùa gà gùa đi ăn bánh về qua gần sớm người ta giùm cả. Không ôm cái cho mẹ để mẹ xách cái này nhẹ. Không ôm nó cho mẹ. Ôm nhau hả, con có chiếc xe mãi á. Tên Dương. Anh Tường.
hàng cây gian thắm màu trên con đường bạn xưa. Ai đã chung tôi đi áo lối về bạn ăn nó lá sầu vườn qua danh tìm đường nhung nhớ qua đời như mất em rồi. Ủa nhà cứng đâu? Mỗi năm mỗi sao em nhớ chồng giữ là để bàn lan tím đau anh từ đó anh yêu người ta mà sao anh không chịu nói để cho này đẹp ngăn ngơ. Này người yêu tiếp ơi sao ông chờ ông đợi. Vậy là giờ lên cảm ơn cô bây giờ con chưa? Lên đó 30 phần. Cảm ơn ra đi. Dạ dạ dạ. Vậy là trên kia còn 30 phần nữa quý vị khán giả. Từng lên trên kia với lại mấy anh chị trên kia để phát cho các cô chú ở trên xã.